Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Một cái vang KM8 với anh Đỗ Văn Thanh ở Lào Cai ạ. Vâng, mấy hôm trước anh mới lấy bên Zika Audio một đô la BNB bãi Trung Quốc thì anh cảm thấy rất là hay. Và bây giờ anh quay trở lại với Zika Audio, một cái vang siêu vang cơ, lai số, mang thương hiệu là WeWood, model là KM8 FX. Vâng, đây là bản dòng vang cơ lai số hay nhất trên thị trường hiện nay, đứng đầu về công nghệ. Vâng, thì đứng đầu về công nghệ những cái gì thì em kể cho đây ạ. Vâng, đầu tiên đó là sở hữu 8 chế độ mic, có cả echo và gì vật rất hay. Thì ở chế độ 5 và chế độ 6 là chế độ hỗ trợ người hát yếu rất tốt. Vâng, thì trung hú tuyệt đối luôn ạ. Đây là cái nút trung hú feedback này đó, trung hú anh nhấn vào thì là kích hoạt trung hú nhá. Và đặc biệt là có rất nhiều hình thức kết nối như đọc USB này, kết nối Bluetooth này, kết nối Bluetooth này đó, và đây kết nối bằng cổng quang này và qua chiều 5.1. thì đó là những cái tính năng nổi trội. Và đặc biệt cái dòng này được xử lý chip 48 bit DSP. Vâng, thì trên thị trường này có một cái mẫu KM8 FX là của Zia, nhưng cái dòng đó không phải cái bản nâng cấp đâu ạ. Vâng, đó là cái bản của 2 Giga KM5 FX. Vì hầu như là không có tính năng gì mới, chỉ khác cái số 8 này và số 5 là khác nhau thôi. Đó, còn cái KM8 FX mang thương hiệu là WeWood này thì nó là vượt trội hoàn toàn, nó là hàng đảm bảo chính hãng. Có rất nhiều tính năng mới các bác phải xem, nó là kết nối được Bluetooth này, kết đọc được thẻ nhớ này và đọc được cổng quang này. Đó là cái KM8 chuẩn chính hãng của WeWood, còn KM5 không bao giờ có nhé. Nó chỉ là thay được cái số KM5 thành KM8. Các bác tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng nhé. Vâng, thì đó là cái sự khác biệt giữa KM8 FX của WeWood và KM8 FX của Zia. Vâng, thì đây là hàng chính hãng các bác, đảm bảo 100% luôn ạ. Và anh Thanh nhé, một lần nữa cảm ơn anh và bên em còn dàn tem công ty Zika đồ bảo hành anh 1 năm nhé. Và bên em còn rất là nhiều đơn đấy ạ, là một cặp đấy ạ, bên ngày hôm nay có hết không các bác? Rất là nhiều. Vâng, nhờ các bác tin tưởng và ủng hộ Zika Audio trong suốt thời gian vừa qua. Vâng, cái này bên em đã setup sẵn, anh về chỉ việc phối ghép với lại cái âm ly là và cái đẩy của anh thì anh hoạt động tốt nhé. Vâng, bên em mấy hôm vừa rồi về rất là nhiều vang KM8X để phục vụ các bác. Vâng, vừa rồi bên em hết hàng. Đây thì ở dưới này có con vang Zia KM8X này. Zia KM8X thì không có một cái chức năng gì ngoài không có tích hợp thêm những cái tính năng như kết nối Bluetooth, cổng quang hay là đọc USB. ZKM8FX của Zia thì nó easy giống easy nhau luôn, nó chỉ khác mỗi số 8 thôi mà chức năng thì không có gì là thay đổi cả. Thì cả chip xử lý âm nhạc thì vẫn là của KM5. Vì thế các bác tránh mua phải cái vang Zia KM8X của Zia nhé. Hiện tại cái vang WeWood KM8X của anh đang hoạt động rất ổn định ạ. Vâng, cho nên xin phép được bỏ ra cho những đóng hàng gửi cho anh nhé. Và cho cùng em chúc anh Thanh và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công ạ. Vâng, xin chào anh Thanh và hẹn gặp lại. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video ạ.